Mình bây giờ từ ngoài vườn mình mới bước vô trong nhà đây mọi người, nắng quá trường luôn đó. Bây giờ thôi mình vô đây mình quay ha, mình quay cái chậu này nữa để mình xả hoa là mình đang giống nha. Chậu này là chậu kiếm tiên vũ mà hàng đột biến nha mọi người. Nó nở được ba vòi hoa rồi nha. Màu hoa này sáng đẹp nha mọi người, nó sắp tàn đi rồi, nở bữa vô rồi ha. Trời nắng lắm, ngoài vườn còn khá là nhiều hoa nữa nhưng mà nắng quá không chịu nổi luôn, không ra nổi nữa. Còn mấy chậu ở giữa hồ cá thì nó có mấy chậu cánh bầu nữa rất là đẹp, để chiều mát hoặc tối mình lội ra giữa hồ mình chụp hình cho xem ha. Cánh bầu, cánh tiên, cánh mai đa dạng lắm. Chậu này thì mình chuẩn bị xuống hoa nha, nắng quá, bây giờ nắng chắc tầm 37 38 độ, nắng hắt luôn. Cái trưa này là trưa đứng bóng rồi, nắng lắm rồi. Mình quay cái chậu này cuối cùng nữa để mình xả hoa, mình tắt tắt cây.